từ mẹ à, em chưa ăn con ngồi xịt xuống, ngồi xuống đàng hoàng rồi mẹ chứ. Muốn à về đây ngồi con, từ nhờ mẹ cho nhá. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chú ăn táo full với Sky không thể cưỡng nổi luôn, đợi mẹ nói đàng hoàng thì hăng ăn chứ hả. Ừ, phải chờ đợi mẹ nói xong đã rồi mới ăn chứ hả, có ngon không hả, giòn không hả. Muốn muốn à, cả ăn đi nói chuyện ngỗng ngỗng. Cha giỏi ha. Con ăn ngon nhá. Ngỗng 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 ngỗng. Giỏi ngỗng ngỗng ngỗng. Ngồi đi ngoan ha. Khai ơi. À không. Con về chỗ ngồi đi. Về. Chị muốn ngồi xịt xuống nào. Thế. Ngồi xịt xuống đi rồi mẹ lấy cho. Wow. Về chỗ ngồi. Nói chuyện, chả biết nói chuyện gì. Về chỗ ngồi đi, cái về ghế ngồi đi, nhanh lên, ghế của cài đâu. Cái về ghế ngồi nào. Giỏi quá. Chỉ muốn xích xuống một xí thì chỉ muốn. Chỉ muốn này. Xích xuống một tí, xích xuống ghế này. Xích xuống cái ghế mà. Sky hôm nay vui vẻ thật đấy, nói chuyện liên tục. Hôm nay Sky vui lắm. Nhiều hết chưa? Này mẹ cho này. Được rồi, ngoan. Nay vui ha. Có nhiều chuyện để nói ha. Chắc là đi chơi về cho nên là có nhiều chuyện để nói với nhau. Hôm nay trời nắng cho nên là các bạn đang đi chơi cho nên về có nhiều chuyện nói để nói với nhau lắm. Vui vẻ ha. Có ngon không? Muôn con thấy ngon không? Tất cả ăn rồi nói chuyện. Không bao giờ bỏ được cái tật đấy. Nhà mình có mấy chú vịt, lúc nào phải đánh tiếng mới được. Cái lúc nào không? Muốn làm sao? Úi giời ơi, đất cụt rồi kìa. Ăn từ từ, không phải nghe ăn. Trời ơi, hai bàn chân của Sky là cái rổ đựng trái cây. Có ngon không? Hả? Sáng, cái ớt. Nói chuyện đi. Cái nó ăn biết dựa chân vào, dựa lưng vào ghế ngồi ấy. Mua nướng nó xịt lên. Thôi lấy quả khác mà ăn đi con, mình gặm cái hạt làm gì khổ thế. Cái gì đấy? Mò.
bên này. Cái á. Cái gì bị bột ấy. Kìa. Ngon không? Hả? Ngọc ngọc thế nào? Ngọc ngọc thế nào? Hả? Cái hôm nay vui lắm nhỉ? Hả? Cái hôm nay ăn ngoan lắm, giỏi này, biết nói chuyện nữa này, rất là vui vẻ luôn nhỉ? Cái nhỉ? Cái. Ừ, giỏi quá. Wow. Ui, cái mồm kia, ui, nó tròn đi rồi. Nó, thả tay á. Quả đâu rồi? Đây, ui, sang đây mà vẫn quắp một cái quả ra này, đây. Ngon. Cho mẹ miếng nha nào. Ngon không? Ngoan thế này nhỉ? Muốn lên mẹ sang cái gì đây? Muốn hai cái chỗ này cứ như kiểu là cái nhọn nồi ấy nhưng không phải. Hôm nay cài có nhiều chuyện thế nhỉ? Cài vui lắm. Ngọc. Hả? Làm sao? Nói chuyện đấy. Chuyện canh nói chuyện đấy nhỉ? Canh nhỉ? Hả? Muốn làm gì không? Để em nói chuyện. Cảm ơn thế. Úi giời ơi, hôm nay vui thật. Ăn ngon miệng này rồi là còn vui vẻ nói chuyện liên tục và ca chứ. Thằng kia kìa. Cả ăn ngang nói chuyện. Giỏi ha. Ngon nhỉ. Mẹ ăn quả gì. Từ nãy giờ nghe từ ca nói chuyện mà quên cả ăn ra ăn táo. Ngồi xuống ghế đi con. Cái xuống ghế nào nhé. Xuống ghế ngồi nè. Giỏi. Đây này. Ăn đi rồi nói chuyện đi. Sang ghế ngồi. Phải cái sang ghế ngồi. Đây. Cái hôm nay vui vẻ lắm. Sky giỏi lắm nhờ. Mẹ yêu Sky nhá. Giỏi. Sang hết cả chân rồi. Làm cái gì đấy không biết. Trèo lên cả vai. Được rồi, ngoan ngoãn rồi. Hôm nay Sky vui vẻ. Sky không thèm nổi giận luôn để nhờ. À, vui tươi yêu đời với đẹp gái chứ nhỉ. Lớn rồi, ngoan rồi, giỏi rồi nhỉ. Ngồi ghế nhá. Và video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.